Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và các vấn đề liên quan, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Autobuy. Thưa quý vị và các bạn, phân khúc CUV tại Việt Nam sôi động hơn khi hàng loạt mẫu xe bán chạy nhất như Honda CR-V, Mazda CX-5 liên tục giảm giá mạnh. Như Autobuy.vn đã đưa tin, trong thời gian vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cuộc đua giảm giá đến hàng trăm triệu đồng của các hãng xe và dường như mức giảm càng ngày càng được tăng lên theo thời gian. Đáng chú ý, trong tháng 8 năm 2017, thị trường chứng kiến phân khúc CUV liên tục lập đáy giá giữa các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay tân binh Nissan X-Trail. Về giá bán, đầu tháng 8 năm 2017, Honda Việt Nam đã gây bất ngờ khi đưa giá CR-V xuống dưới 900 triệu đồng. Đây được xem là một động thái khá mạnh dạn của Honda khi muốn tăng doanh số của một mẫu xe từng giữ vị